Tuấn Dương xin thân ái mến chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay Tuấn Dương sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn hai cái nội dung. Thứ nhất là một cái tin buồn và thứ hai là một cái tin vui. Thì bây giờ thôi, chắc là nói tin buồn trước, sau đó thì chúng ta nói đến tin vui thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tin buồn thì đó là những các cái thiết bị mà Tuấn Dương dùng để quay phim nó đã bị hỏng. Đó, thì bây giờ Tuấn Dương sẽ nói tại sao nó hỏng. Và cái phần 2 thì sẽ là cái tin vui. Thì trước đây thì Tuấn Dương khi mà quay phim, Tuấn Dương dùng một cái thiết bị này. Đây là một cái iPhone 6 Plus, iPhone cũ. Cái này đây, cái phần màn hình này nó đã bị rạn cái màn hình chỗ góc này rồi. Và đây, Tuấn Dương bật nó lên cho cả nhà coi. Mình phải mở khóa nó ra. Đó, đây là cái iPhone đó thì Tuấn Dương dùng để ghi hình. Và trước đây thì Tuấn Dương cũng không có ghi hình bằng cái tức là trước đây thì ghi hình chỉ dùng iPhone mà không có dùng cái cây không dùng cái cây gimbal. Thế nên là khi mà chúng ta không dùng cái cây gimbal này ấy, thì hình nó bị rung lắc như thế này. Thế thì Tuấn Dương cũng có đầu tư để mua một cái cây là DJI Osmo đời đầu. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cái cây này bây giờ nó gặp phải cái tình trạng là đây này, khi là chúng ta bật lên. Chúng ta bật lên thì cái đèn này nó chớp chớp một xíu, nhưng mà khi mà nó quay một chút xíu xong tự dưng chúng ta để khi mà mình đi đó, mình để thì cái đèn này này nó tự dưng nó tức là nó không có cân bằng được nữa. Nó không có tự cân bằng được. Ví dụ đây khi mình chỉnh đó, mình chỉnh một chút xíu sau đó thì nó lại bị là nó bị mất tín hiệu, nó không có cân bằng được. Chính vì thế khi mà chúng ta quay tới quay lui thì cái gimbal này nó không có làm đúng được cái chức năng của nó. Mà một cái điều đặc biệt là cái gimbal này khi thì cái đời đầu xài rất là ngon. Mua cái đời đầu này thì bây giờ nó lại không có. Nó bây giờ nó sản xuất ra một cái loại gimbal thứ hai. Cái đời sau này thì Tuấn Dương cũng có mua nhưng mà nó lại bị một cái hiện tượng là như thế này. Đây cái ôi trời ơi. Cái này sao lại có pin nó lại thế này đây. Đây cái này thì cái đây là cái chiếc đời thứ hai. Ôi trời. Sao đây ta? Tắt rồi đây. Cái này thì nó hay bị cái này thì họ tiết kiệm nên họ cải tiến, nhưng mà chính vì từ cải tiến thì có khi nó lại thành cái cải lùi. Cải lùi là sao? Là cái này nó khi mà quay một lúc ấy thì cái trục này nó cứ bị gọi là như này này, tức là không biết sao nó kẹt dạng như kiểu nó kẹt cái motor đó. Và khi nó kẹt như thế này thì quay phim nó rất là bị rung. Đấy thì bây giờ khi mà muốn mua cái loại đời cũ như thế này thì không còn, mà mua cái đời mới này thì xài rất là dở. Cái này thì nó hay bây giờ cái cũ này nó có một cái nhược điểm là khi mình điều khiển đôi khi nó không theo ý mình. Đang quay tự dưng cái thì nó ngoặt sang bên trái hoặc nó ngoặt sang bên phải. Ý, và nó không còn giữ được cái độ thăng bằng. Đó, thì đây là cái về cái phần thiết bị dùng. Một cái phần thứ hai thì cái này nó cũng đang bị một cái hiện tượng như thế. Thì Tuấn Dương cũng có dùng cái cây gimbal này. Dùng cái cây gimbal này để quay phim. Đây. Thì khi bật cái này bật ấy, là mình bật ở đây này. Nó còn không lên nữa cơ. Đó, thì cũng có lúc thì phải mình dùng máy sấy, mình sấy thì nó lên. Nhưng cũng có lúc thì nó không có lên và bây giờ thì cái cây này cũng đang bị hỏng. Cũng là DJI Osmo. Những cái thiết bị này thì mua ở Việt Nam thì ngày xưa nó cũng 15 16 triệu, bây giờ thì chắc nó cũng rẻ hơn rồi. Nhưng mà khi mà đi quay phim đây này, ví dụ bây giờ nhá, Tuấn Dương đã gắn pin vào rồi này. Đây pin mới sạc luôn. Đó, nhưng mà gắn vào bật này thì nó lại không lên. Đó, bật cái phím nguồn này, đấy nó không lên. Đó. Đây bây giờ Tuấn Dương sẽ thử lấy cái pin ở cái bên bên kia qua. Lấy pin ở cái bên mà cái máy mà nó đang được cái phần này nó vẫn đang còn nền xanh nhá.
Giờ chúng ta sẽ thử lấy cái pin này qua. Rồi, tháo cái pin này ra. Bỏ phone này đi. Đâu ta? Đó, gắn cái này qua. Thì nhiều khi các bạn khán giả coi thì cũng cứ nghĩ như là cuộc sống những cái anh chàng làm vlog thì là màu hồng, nhưng mà đôi khi cũng cay đắng lắm. Nó hỏng một cái thiết bị này thì đây. Đó, cái này bật nó cũng không lên, như vậy là nó bị hỏng nguồn. Đấy, nó bị hỏng rồi. Nó bị hỏng, không bật này nó không có lên. Đó. Mà trước đó thì Tuấn Dương cũng đã có lần phải đi thay thế, là thay cái phần dưới này rồi. Đó. Thay cái phần dưới này một lần nhưng mà xong rồi nó cũng lại bị hư. Đấy thì nói chung là về cái chi phí để mà đầu tư đi quay phim ấy, thì đôi khi nó cũng rất là tốn kém. Cái thiết bị thì mua tới cả hơn 10 triệu, mười mấy triệu, nhưng mà rồi nó lại rơi vào dĩ vãng. Thì hôm nay cũng là một cái ngày buồn khi mà cái thiết bị này, đây, DJI Osmo để đi quay phim, đây có gắn thẻ nhớ rồi nhưng mà nó hỏng rồi. Bây giờ có đi điện thoại đến bảo hành nhưng mà họ cái này thì hết bảo hành rồi nên là chắc chỉ có dục thôi chứ cũng chả có làm gì cả. Pin thì tháo ra giữ lại thế thôi, chứ còn cái này thì không có làm ăn gì được nữa. Đó là cái tin buồn. Còn cái tin vui là sao? Tin vui thì đây, Tuấn Dương có nhận được quà của một khán giả gửi tặng. Đó, phải nói là anh rất là tuyệt vời khi mà anh mang về. Tuấn Dương nghĩ rằng là những các cái món quà mà to, có cả những cái hộp này mà lại là những cái chai nước hoa này, thì phải nói rằng là những người phải rất là siêng, bởi vì đi mà mang từ Mỹ về tới đây. Đó, các bạn thấy rằng là anh bảo là thôi thì có hai chai. Chai này thì nếu mà chú để ở nhà chú xài, còn chai này mà chú đi đâu thì chú mang đi chú xài. Đó, thì đây cái chai nhỏ này, mùi nó cũng rất là thơm, Tuấn Dương cũng rất là thích cái mùi này. Đây là một cái hộp nước hoa còn nguyên hộp. Và cái tiếp theo là anh thấy phải nói là Tuấn Dương rất là quý. Cái này anh nói rằng là khi mà ăn uống thấy các em cứ đi review đồ ăn, nếu mà lỡ mà bị đầy hơi gì đó thì hãy uống cái này rồi, uống một viên thôi. Đó. Đấy, anh cũng rất là quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh em. Rồi còn cái này thì anh nói rằng là khi mà các chú đi mà mưa gió gì đó mà bị cảm cúm, nhức đầu sổ mũi này loại thế thì bôi cái dầu gió xanh này vào. Đó. Ngoài ra thì anh còn tặng Tuấn Dương, nói rằng là đây, thấy chú đi ngoài đường bụi quá thì thôi mua tặng chú cái chai thuốc nhỏ mắt. Đó, chai thuốc nhỏ mắt để vì biết là đường xá ở Việt Nam thì rất là bụi bặm. Đó. Ngoài ra đây thì anh ấy cũng nghĩ rằng là Tuấn Dương hút thuốc lá, nhưng mà thực ra thì Tuấn Dương lại cũng lại không phải là người hút thuốc lá. Thì anh có tặng Tuấn Dương là nửa cây thuốc đan hưu, nửa cây thuốc lá. Thì cái món quà này mới đầu Tuấn Dương bảo thôi thì Tuấn Dương cũng không biết hút, cũng không dám nhận, nhưng mà sau anh bảo thôi chú cứ xài đi, nếu mà chú xem đấy chú sẽ có thể tặng cho ai đấy cũng được. Đấy thì là thuốc lá đan hưu anh có tặng Tuấn Dương. Đấy là cái tin vui. Ngoài ra thì cũng còn vui hơn nữa khi mà khán giả lại tin tưởng Tuấn Dương. Đây còn một cái này nữa chứ quên. Anh có tặng một số các cái tờ 2 đô may mắn. Anh có nói là có tặng Tuấn Dương một số cái tờ đô la may mắn. Thì trước khi về Mỹ anh nói là anh có kịp đổi ra cái tiền đô lẻ này để cho Tuấn Dương, để khi nào mà năm mới đó có lì xì cho ai thì lì xì 2 đô may mắn để lấy hên. Đó thì đấy là những cái phần quà mà Tuấn Dương cảm thấy rất là thú vị. Rồi, ngoài ra thì đây còn một cái sự tin tưởng tuyệt đối nữa là Tuấn Dương có nhận được tức là nhận được cái sự tin tưởng của anh, là anh gửi cho Tuấn Dương cái món quà này để trao cho Lý Hương. Thì đây là một cái chai nước hoa Vec
đọc là Versailles hay sao. Đấy, 100ml. Cái chai này thì anh nói là do có cái vỏ nó bự quá nên là anh đã bỏ ra rồi cho nó đỡ choán cái hành lý, và anh có gói vào một cái giấy như thế này, đại loại như thế. Đó. Rồi cũng đây, cũng tặng Lý Hương một cái tuần dân xin lỗi, bị ho quá. Đây là một cái lọ thuốc để mà nếu mà ăn review thức ăn mà đau mà thấy bị nó không ổn thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Kế tiếp là đây cũng là tặng Lý Hương một cái chai thuốc nhỏ mắt. Một chai thuốc nhỏ mắt. Đây, một cái chai này là nước hoa. Một chai nước hoa. Rồi. Và đây một cái thỏi son Chanel á các bạn. Đó, thỏi son này cũng rất là mắc tiền. Thỏi son này là 40 đô. Đó. Rất là chịu chơi á. Phải nói anh này rất là tâm lý á. Khán giả này cũng không cho Tuấn Dương nói tên. Nhưng Tuấn Dương cũng không có nói tên. Ngoài ra thì anh còn tặng rất là nhiều những các cái này là dưỡng son dưỡng môi. Cái này là cái gì đây ta? Đại loại là mấy cái dưỡng môi, dưỡng màu son. Đại loại là thế. Tuấn Dương thấy sơ sơ hình như nó là như vậy. Maison, Magerica, đại loại vậy. Đó thì anh có gửi cũng tặng cho mình và Lý Hương bằng nhau cái số tiền là một số các cái tờ 2 đô la Mỹ để mà lì xì ai đó vào dịp Tết, vì anh nói là Tết thì chưa chắc là anh về được, thế nên là anh tặng cái món quà đó. Thì hôm nay lát xíu khi mà Tuấn Dương gặp thì Tuấn Dương sẽ gửi tặng lại Lý Hương cái món quà này, chuyển tới Lý Hương nha. Và video clip của Tuấn Dương thì xin phép kết thúc tại đây. Rất là cảm ơn quý bà con, cô bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Tuấn Dương trong suốt cái thời gian vừa qua. Rồi, bye bye cả nhà nhé. Hẹn gặp lại trong những video clip kế tiếp. Clip này thì nó hơi mang tính chất khoe khoang một tí, nhưng mà thôi, cũng vẫn cứ phải đăng lên để cảm ơn anh. Để khi mà anh xem đó thì anh có thể biết được là cái món quà mà anh gửi đã được chuyển tới tay của người nhận, chuyển tới tay của người nhận. Và qua cái video clip này thì Tuấn Dương và Lý Hương cũng xin chân thành cảm ơn anh và chúc anh có một cái kỳ nghỉ ở Sài Gòn, Việt Nam thật là vui vẻ, hạnh phúc. Rồi, bye bye cả nhà nhé.